Thưa quý vị, hướng đến xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trong những năm qua, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để tạo môi trường giáo dục mang tính mở, trẻ có cơ hội học tập vui chơi. Tại trường mầm non Cẩm Nhung, quận Thanh Khê, các hoạt động giáo dục ngoài trời và hoạt động tại phòng học, phòng chức năng được diễn ra xuyên suốt trong tuần theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Các góc hoạt động được sắp xếp gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Việc lấy trẻ làm trung tâm cũng kích thích tính chủ động, tích cực, sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao từng bước chất lượng giáo dục mầm non. Xu hướng hiện nay thì cái giáo dục trong trường mầm non thì đi theo cái hướng là thực hành trải nghiệm cho trẻ trong tất cả các hoạt động. Thì trường Cẩm Nhung cũng đã đầu tư và cho trẻ một cái môi trường rất là khang trang với đầy đủ các loại đồ dùng, đồ chơi phong phú để giúp cho trẻ hàng ngày được ra sân trải nghiệm. Một trong những điểm nhấn trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thời gian qua là việc xây dựng các góc thư viện, tổ chức hoạt động làm quen với sách tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Những góc sách với các loại truyện tranh, ảnh, tư liệu phục vụ cho các hoạt động vui chơi và học tập của trẻ được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà trường. Là trong lớp thì cô sẽ bố trí là trong lớp có nhiều góc chơi, nhưng mà khi nào cũng có một góc sách là để cho ngoài những hoạt động chính giờ học chính ra thì trong các hoạt động góc, hoạt động vui chơi thì các con có thể vào góc sách để lựa những cuốn sách mà các con thích để đọc. Các con thì rất thích đọc sách, ví dụ như là các con có thể kể những câu chuyện sáng tạo, tự các con nhìn tranh và các con sẽ nghĩ ra câu chuyện mà các con theo trí tưởng tượng của các con. Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 202 trường mầm non, trong đó ngoài công lập 131 trường và có 734 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Sau 5 năm triển khai, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm được đánh giá đã có những chuyển biến tích cực toàn diện trong các cơ sở giáo dục mầm non. Trong những năm vừa qua và đặc biệt là trong năm nay thì đẩy mạnh cái việc xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm, trong đó là chú trọng cái việc xây dựng một trường học hạnh phúc, một lớp học hạnh phúc, làm sao ở trong lớp đó là các cháu nó được vui chơi, được học hỏi, được yêu thương và được tôn trọng. Và một môi trường học thì đảm bảo được tất cả những cái yếu tố về cơ sở vật chất, về con người và đặc biệt là ở đó phải có tình thương. Trước những yêu cầu mới của giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2. Theo đó, bảo đảm các điều kiện thực hiện, đẩy mạnh xây dựng, phát triển mô hình điểm theo hướng đa dạng phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, trường, lớp, nhu cầu của trẻ và năng lực của giáo viên. Đây được xem là cơ hội để các trường học, giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học trong thời gian tới.